Hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi tiếp tục câu chuyện ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi có nói về sự phân biệt thế nào là giấy ủy quyền, thế nào hợp đồng ủy quyền rồi. Tôi nói về cái nội dung cơ bản của ủy quyền rồi. Thì bây giờ chúng tôi sẽ lặp lại thêm một lần nữa để cho quý vị và các bạn không bị, nếu trong trường hợp mà không rõ về cái ủy quyền này thì mình sẽ biết để mà mình lường trước được những cái rủi ro nguy cơ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một người bạn thì ông ủy quyền cho một cái người nào đó đã làm dịch vụ giấy tờ. Và quý vị và các bạn biết không, miếng đất nó giá trị nó vào khoảng 1.4 tỷ, thì khi mà ủy quyền đó thì người đó đã ủy quyền, nhận ủy quyền và không có giao lại, bán cái số tiền đó và không giao lại tiền, dẫn đến một cái trường hợp là mặc dù giấy ủy quyền nó nằm trong cái thời hạn ủy quyền hợp pháp, tuy nhiên rằng do một cái sự thiếu hiểu biết về cái việc ủy quyền, đâm ra cái người bị hại thuộc về những cái người thiếu hiểu biết, những người trình độ kiến thức thấp. Cũng vậy, tôi lại có một cái đứa em, em bảo với tôi rằng là lúc trước đây thì do em gái của em vay mượn tiền cho nên mới nhờ ba với mẹ ký một cái hợp đồng ủy quyền cho một ông A, và ông A đã chuyển nhượng cái phần đất này. Sau đó thì khi phát hiện được cái sự việc đó ra thì em đã giúp gia đình bằng cách là hủy cái hợp đồng ủy quyền. Và tôi có hướng dẫn cho em hủy cái hợp đồng ủy quyền có hai cách. Thứ nhất, trong trường hợp là giấy ủy quyền thì em có quyền đơn phương chấm dứt mà không cần hỏi ý kiến của người đó. Tuy nhiên, nó thuộc về hợp đồng ủy quyền thì buộc phải hủy hợp đồng ủy quyền, tại nếu như trong trường hợp các bên tự thỏa thuận, không nói là gì, nếu không tự thỏa thuận thì chúng ta sẽ đi đến cái chuyện khởi kiện để hủy hợp đồng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là tòa án. Bây giờ trở lại cái vấn đề chính của hợp đồng ủy quyền ngày hôm nay, là tôi nói về chấm dứt hợp đồng ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của điều 589 thì chấm dứt hợp đồng ủy quyền nó gồm có 4 trường hợp. Thì hôm nay tôi sẽ đơn cử một cái tên của video là người ủy quyền chết, hợp đồng sẽ như thế nào. Sáng nay thì tôi có một cái khách, họ ra họ nói như vậy đó. Tôi là con trong một cái gia đình, thì khi mà bố tôi còn sống thì ông đã ủy quyền cho một người anh ruột để mà toàn quyền định đoạt cái tài sản này. Tuy nhiên hiện tại là bố tôi đã mất rồi, thì cái việc ủy quyền nó như thế nào, rồi luật sư có thể giải thích cho tôi. Thì tôi cũng đã giải thích cho vị khách hàng này về cái việc nếu trong trường hợp còn trong cái giai đoạn ủy quyền, mà một, không những là người ủy quyền đâu, mà người được ủy quyền chết, thì hợp đồng sẽ được chấm dứt. Chấm dứt nha quý vị và các bạn. Thì cái câu chuyện của anh khách hàng hồi sáng để dẫn chiếu đến trong cái việc mà chấm dứt hợp đồng ủy quyền, thì hôm nay tôi chỉ nói một trường hợp thôi quý vị và các bạn. Người ủy quyền chết, hợp đồng sẽ mặc nhiên chấm dứt. Thưa quý vị và các bạn, cho dù cái hợp đồng nó có ghi những cái nội dung, cho dù cái đối tượng của hợp đồng là như thế nào, cho dù cái thời hạn của hợp đồng như thế nào, tuy nhiên khi một trong hai bên chết thì hợp đồng sẽ đương nhiên chấm dứt hiệu lực. Nói tới cái chuyện là chấm dứt hợp đồng ủy quyền, nếu một trong hai bên chết, tôi lại nhớ lại có một cái trường hợp như thế này. Tôi được tôi tham gia với tư cách là luật sư để bảo vệ quyền và lợi hợp pháp cho một người. Thì quý vị và các bạn biết không, trong gia đình người ta kiện thừa kế,
Thì khi kiện như vậy, các ông các bà ở cái đồng nguyên đơn, ở cái lứa tuổi là thất thập cổ lai hy, sáu mấy bảy mấy rồi, thì may mắn có một người con dâu, một người con dâu trong cái, trong cái gia đình họ. Và tôi cho rằng cái người con dâu này là một cái người gọi là có một cái sự hiểu biết tương đối. Và tất cả những anh chị em còn lại nguyên đơn đã ủy quyền cho người con dâu. Một mặt thì bà vẫn được ủy quyền với tư cách là chồng bà một suất thừa kế, và một mặt là bà ủy quyền với tư cách những cái anh chị em còn lại. Và thú thật với quý vị và các bạn, cái người đại diện ủy quyền mà đi tòa với tư cách nguyên đơn thực lắm. Nhớ ngày tháng, nhớ thông tin, nhớ ba mẹ chết năm nào, nhớ đất ở đâu và nhớ làm gì, nhớ anh chị em ruột, rất là nhiều thông tin. Tuy nhiên quý vị và các bạn biết không, một điều không may mắn xảy ra trong cái quá trình đi tòa thì bà mất do cái chập điện, và cửa thì dạng cửa kéo, gia đình mất, trong đó có bà, hai người con và một người cháu. Một cái sự thiệt hại quá lớn đối với gia đình. Và tôi cũng cảm thấy chơi vớn khi mà trong cái quá trình mình đi hồ sơ, mình đã hướng dẫn định hình cho đương sự của mình những cái câu, những cái chữ, những cái lời để mà mình nói. Và cuối cùng là cái việc ủy quyền, cái người ủy quyền còn sống, tất cả những người ủy quyền còn sống, và cái người được ủy quyền thì lại chết. Cho nên cái hợp đồng đó đương nhiên sẽ chấm dứt theo quy định của điều 589. Hiện tại là Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực, thì cái việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền nãy tôi vừa nói, nó là một trong bốn trường hợp quy định tại điều 589 của Bộ luật Dân sự. Thế nhá quý vị và các bạn, thông qua cái video này tôi đã nói cho quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp chúng ta có một cái giấy ủy quyền, nếu trong trường hợp chúng ta có một cái hợp đồng ủy quyền mà tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn rồi đó, cái người được ủy quyền chết, cái người ủy quyền chết, thì cả hai tại cái thời điểm đó đã chấm dứt cái ủy quyền này rồi, cho nên sẽ không tồn tại nữa. Mọi cái quyền và nghĩa vụ của người ủy quyền và người được ủy quyền chấm dứt. Sắp tới này tôi sẽ nói tiếp cho quý vị và các bạn thời hạn ủy quyền hết thì như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, mong muốn của văn phòng luật sư là sẽ đem những cái kiến thức cơ bản về luật, về cả về luật hôn nhân và gia đình, luật hình sự, luật dân sự, và những cái kiến thức pháp luật liên quan đến đời sống xã hội, cũng có thể là kết hôn, cũng có thể là ly hôn, và những cái vấn đề khác thiết thực để quý vị và các bạn xem. Dĩ nhiên thì cái quỹ thời gian của tôi cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ, cho nên quý vị và các bạn nếu trong trường hợp thật cần thiết thì sẽ chủ động cho tôi qua một cái gọi là đường link, hoặc là qua YouTube, qua Google, qua những cái phương tiện truyền thông khác. Còn nếu như trong trường hợp quý vị thấy thật cần thiết và có nhu cầu gặp luật sư thì hãy xin gọi số điện thoại tôi có để phía dưới đó là 0903 392 861. Tôi sẽ cho quý vị và các bạn một cái lịch hẹn cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì mong mỏi của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc là sẽ kết nối với quý vị và các bạn thông qua những cái điều luật cơ bản, và chắc chắn trong cái playlist này thì tôi sẽ để quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn không rõ, không cần hỏi về vấn đề ủy quyền thì có thể chủ động qua những cái phương tiện truyền thông ở phía dưới. Xin trân trọng cảm ơn.